đây là hai mẹ con tự nhiên ngẫu hứng lý qua cầu. Đây cũng cái cầu thiệt. Đây là cái chỗ mà người ta xây dựng cho mọi người đi exercise, đi chơi, giống như đi hiking để cái dạng vậy đó, đi leo núi rồi xuống thác thì cái nọ, nhưng mà đây leo nổi. Mà con nó thấy mình chắc cũng yếu xìu á, nói thôi mâm phải đi bộ, đi này đi nọ rồi yoga thì quằn quại dữ lắm rồi. Nhưng mà phải tập để có sức khỏe, tại vì mình phải khỏe để cho mọi người thân mình không có lo lắng. Đây là đẹp đúng không? Người ta làm cái thác rồi xung quanh là coi như là đang là mùa xuân cho nên cây cối bắt đầu nó đâm chồi nè, nảy lộc, nó đẹp nữa, cho nên người ta sẽ đi bộ rất là nhiều trong đây. Mọi người đi giống như cho tinh thần được sảng khoái. Mà cỡ lớn tuổi như Thủy nè, phải tập đi. Con nó nói là phải tập đi, đi từ từ có chuyện té đi. người nông dân bữa nay đi là lên gì, lên rừng xuống bụi xuống thác gì đó phải không? Đây em qua cầu. Thấy chưa, đẹp không? Rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp nhé con. Nó nhìn thấy đẹp thế nào? Nhìn xuống cái này nè, trời ơi. Đẹp ghê á. Không khí trong lành. Cầu thang để đi lên á. Wow, giống như lên núi vậy hả? Chuẩn bị leo nha. Ủa, đi khám phá đi nha. Cùng Thủy đi khám phá nha. Đường đi lên này nha. Bước lên cầu nha. Wow. Ê con, hồi nhớ đừng đi ra không vậy? Cái này đi xuống suối được nè. Đi xuống thử rồi đi lên nha. Ghê thiệt. Cùng thấy ghê với Thủy nha. Đi về chứ bị sườn đùi. Phải tập đi con. Chúng ta có sức khỏe được rồi. Ráng nha. Ok. Rất sẽ ráng. Wow. Con đã nói là đi dậy bữa nay 8 giờ 8 mấy con lại chở nha. Bây giờ là 10 giờ. Mày
dầu gió nè. Để ác xì thì hết vô á. Đây à, nói có sách phải không? Bách có trứng. Bách có trứng. Dầu gió mình không có quảng cáo dầu ok. Nhưng mà đây dầu nó vô bị thửi. Khi nào bị ác xì dốc không? Dốc. Cho mình thở cái nha. Rồi, gần gần 3 giây thở. 2 3. Hít thở. Mình đi lên mình mệt chứ mình xuống mình khỏe. Chắc khỏe. Ôi bông đi. Bông. Hít bông vô. Chi vậy? Sao mà hơi ách xì? Đẹp không? Dạ. Mỗi mơ mộng đưa không con nè. Con nè. Người ta nói là thơ mộng. Đồ đẹp thiệt. Chứ không phải mơ mộng. Thơ mộng hả? Chưa mà thơ mà. Thơ mộng. Thơ mộng. Dạ. Ủa cái lá gì mà bự ghê cùng không? Thế nè. Thế chưa? Giống như cây bàn mình vậy đó. Nhưng mà không phải, cái này không phải lá bàn. Lá bàn, hát câu lá bàn coi. Lá bàn. Bay chân vô. Trời ơi, con chó thôi. Cái mùa này mùa đây xuân. Đây nó giống như cái rừng thiên nhiên đúng không? Cái mùa xuân đó mà. Nó mới được ra lá non nó đẹp ghê chưa? Ờ. Cái màu xanh nó dễ thương lắm. Này quay đường làng quê tôi cũng đừng nè. Đó. Đường đi. Hồi nhớ đường ra không đó con? Ừ có ok đi. Hồi đi đâu mông là má ơi nhìn ra luôn. Đẹp quá à. Mát mẻ trong lành không khí rất trong lành. Tới tuổi này mới biết quý sức khỏe mình là sao ta, thì cũng đâu nhớ là hồi đó coi như là nghĩ sao mà để mổ cái hai cái chân coi như là mổ hai bên đầu gối mà hai cái cục như hồi xưa kêu là gì cục gì ta nhọt cục nhọt mà để cho cái anh phó đoàn đó anh Lơ còn nhớ anh tên Lơ mổ sống á, mổ nặng máu mũ ra bó lại tối hát Azima hát công chúa Ấn Độ ni ni a ni a thời nó mới hai mấy nó sung quá còn nói chung là còn đầy nhiệt huyết mổ xong tối múa xong về tối về gỡ ra máu mũ đầy hết nhưng mà không biết sao đó rồi hồi xưa là đi hát mấy cái sân khấu dĩ sắc không đó hát xong là coi như bị sụp cái lỗ mấy cái dĩ sắc tròn mấy cái lỗ nó tròn á rồi xong cái mình cái chân phải nè tuột xuống dưới thì cái móc nó móc lên vậy nè tất nhiên mình giờ mình kéo cái chân lên cũng được mà để chân xuống cũng được máu thì phun tiên 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 phun chiu 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 ghê lắm bông bông ý bông là nhào nhau vô vậy nè phải không bông mình đâu biết cái liền con tôi nó biểu tôi coi bản đồ mà kính thưa toàn thể quý vị. Oh, cái gì? We here. Nhìn cái chữ á, nó nhìn mình đọc được Victory Creek. Ờ, là cái gì con? Xong. Xong nó biểu mình nhìn mình đâu con? Đây nó chỉ đây, right here là chỗ này. Yeah. Rồi biết được vậy thôi đó. Mình đi đâu? À, giờ đi đâu? Đi đâu biết cái liền. Xong mình cứ hỏi nó hoài đi hồi biết chỗ ra không con? Nó nói không sao đâu mom, đi lạc hỏi người ta. Đi, không mà cứ đi đi. Đường này đi. Dễ thật. Chắc từ từ cũng tới. Mình đi tìm cái thác. Ôi nó nghe bông mỏng manh nhỏ xíu xíu kìa. Đấy. Dại thôi đó. Nó dại thôi đấy. Thôi cứ dại đó. Em mong manh. Mỏng mảnh. Không kêu là mỏng manh được. Chung là cảnh vật rất là nên thơ. Thanh bình và bình an. Ờ, hả? Đi vô rừng phải mặc áo đỏ nó mới nổi. Ủa vậy hả? Không phải đâu. Tại cái đầu tiên là không biết cái áo này từ đâu mình có cũng chẳng biết luôn.
quần này từ đâu có không biết luôn, nhưng mà cái quần này có để điện thoại được nè. Quần này quần gì Adidas, áo gì không biết, nhưng mà vấn đề tay dài rủi nắng quá thì có cái nón. Ok, mình biết cái số mà sao mình số mấy không, số mấy vậy? 1991. 1991 hả? Ủa vậy hả, mâm xanh 1991 hả? Ồ dạ, oh, yeah. Mâm nhỏ hơn con. Mâm nhỏ hơn con tuổi đó con. Trời ơi, má ơi. Con nhỏ. Đây, lạc đường. Sai đường. Lạc đường giờ đi lại nha. À, sai đường mà giống như cái MV nào của ai đó để lạc lối đó. Thôi lạc là lối. Gặp người để quay lại. Gặp người để quay lại là cái nãy mình chào một cái người họ đi đó. Thì giờ họ cũng quay trở lại, họ đi từ dưới cái thác đi lên. Mình đi thác đi lên thì đáng lẽ mình đi quẹo tay trái, mình quẹo tay phải. Bây giờ mình gặp bả lần nữa. Mình quẹo lại mà khi người ta đi đó là người ta ta chuẩn bị, người ta dắt ba lô trên vai mà có cái cây để cao, để có cây gậy để ta đi, để ta cắm, ta dẫn được. Giống như để chống đi cho nó đỡ, nhiều khi leo lên á. Để đi amateur là những ngon lắm. Châu nó nói thì bả lớn tuổi hơn mâm, chưa chắc nha. Moscadai. Ở Việt Nam mình ăn giống như trái quần quân vậy đó. Là nó không ơi. Nó đó phải không? Dạ. Nè. Tên tiếng Mỹ là Moscadai. Nó có trái rồi nè. Ở nhà mình sao trồng chưa thấy trái. Chút về nhà mình quay cho coi. Nhà mình có rồi nhưng mà chỉ có gì nha, dây nho thì có. Đây, Moscadai nè, cái bông của nó nè. Ấy ơi, thấy thác rồi. Đem thấy ta là thác đỡ. Nhà này ban ngày. Dạ, thấy đổ mồ hôi cháu. Dạ. Yeah. Có tới rồi. Đây, xa xa. Xa xa kia. Hôm nay muốn xong cái này là con mới nhân tạo nè. Cái này là nhân tạo nè phải không? Dạ. À. Đây là nó đó hả? Dạ. Cũng như à, rồi hiểu rồi. Đúng rồi, cái kia là thiệt, còn cái này là nhân tạo. Ở cái đường gì sao mình xuống được ta, được không? Nó xuống rồi. Sao nó là thiệt quá. Đưa qua cho thử coi. Thời gian nan và bổ ải, má con em phải từ túi trên kia bò từ từ xuống đây. Con trâu nó bắt mình mới đi, con bò đâu mà thấy ghê, tại vì nó trơn á mà thấy cái dốc nó xuống hẳn vậy nè. Nhưng mà thật ra người ta cũng có tạo mấy cái lớp để cho mình đi xuống mà thấy ghê lắm. Nói chung là phải ai có tinh thần thể thao mà coi như là thích khám phá đi nổi. Cái này mới lần đầu tiên đi bú cái mặt hồn luôn á, nói chung là còn nguyên vẹn. Mát quá hả? Ôi mát thiệt không á, mình đưa cái mặt lên đi nè. Làm được chút xíu gì là mình thấy mình vui rồi, xét luôn. Mệt á. Nghĩ sao từ dưới đó bò lên nè. Bao nhiêu đâu. Hồi nãy bao nhiêu đâu. Ở trên đây bò xuống. Xong giờ dưới bò lên. Giờ cái đùi nó cứng ngắt. Không làm được mà. I did it. You did it. Không làm được rồi. Yeah. Oh. Giờ đi từ từ thôi. Từ giờ hai cái này nè, từ đây xuống đây nó cứng. Tình sao rủ đi tiếp. Đi nữa hả? Đi nữa. Chơi chơi à? Không có gì thấy già mà con nữa. Vậy mình đi vậy con đi. Chơi tới đâu vô chơi tới đó không? Mình là ráng đi, con nó được 10 thì mình cũng được 5 đi. Mình đâu dám đòi giỏi hơn, nhưng mà mình đang vượt qua chính mình nha. Mình nào giờ là không có vụ mà đi dã ngoại, đi chơi hay gì, hồi đó đi hát đi về thôi. Hoặc là đi uống cà phê. Cứ uống cà phê thôi, có cuộc đời Thủy là chỉ ra quán cà phê. Cứ cà phê hoài, không biết bỏ được không ta. Nghĩ cuộc đời bây giờ trên 60 rồi.
ăn cơm á, mình cũng đã ăn từ nhỏ tới lớn, ba má mình nuôi rồi mình đi hát, ăn cơm cánh hát, ăn cơm đoàn hát. Thì như giờ chỉ vì muốn sống thọ, chỉ vì nọ mình phải cử cơm, bỏ cơm á. Không, mình không có nói đến cái chung của mọi người, nhưng mà chỉ biết ăn chọn lọc những cái gì cần thiết cho sức khỏe của mình. Cơm là mình không bỏ được, mình nói thiệt, mình giống như người nông dân vậy á, người mần ruộng á, người mần dương, bỏ cơm được, ngày không ăn, mỗi lần cơm là mình ăn hai chén, bây giờ bớt lại mình ăn một chén mà chán dung. Mà ăn đồ ăn rất nhiều nữa nha. Ăn cơm á, thí dụ thịt qua tàu á thì người ta ăn nạc, mình ăn mỡ, mình bỏ không được, bây giờ bớt mỡ lại xíu thôi, chứ thật ra béo chỉ sợ xíu bỏ uống hả. Xíu nữa biết nữa, người mình cứ bỏ béo, bỏ béo thì mình ăn béo. Tụi nó là biểu đừng có uống tà tửa đó, mình khoái tà tửa, không có ăn trân châu thôi nhưng mà ăn tà tửa. Uống tà tửa, giờ leo giống trân châu đó, giờ leo giống đó, nó cho mấy cái bực vậy để mọi người đi á, bước qua để nghỉ ngơi hoặc là ngồi xuống nghỉ ngơi. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá đôi chân này. Mệt quá thì ngồi nghỉ đi. Ngồi nghỉ nha. Nói ngồi nghỉ chút đi. Đúng rồi. Nghỉ nha. Dạ. Nghỉ dưới gốc cây nữa nè. Làm một mấy cục đá giữa đường cho mọi người muốn nghỉ ngơi thì nghỉ đó. Mọi người không thấy ai nghỉ mà mình nghỉ nè. Thiệt á. Mệt chưa? Mấy bé biểu là mình hát nổi thì mình tâm tình, nhưng mà mình thiệt tình là không biết nói chuyện. Mình thiệt tình thôi, mình nói mà nói tơi bời, không biết nói cái quần gì. Lâu lâu cho nó giỡn cái chứ. Lâu lâu trong cuộc đời nhiều khi ở ngoài đời cũng dám chửi thề, mà lên sân khấu nhiều khi có cái vai nào mà bụi đời cần chửi thề á, để ý mấy bạn mà coi lại mấy cái video cũ á, thấy có những vai mình đóng vai cũng mất dạy lắm, mình cũng chửi thề nhoi, nhưng mà là chửi thề trong tuồng. Nhưng mà những cái tuồng cải lương của mình là luôn luôn có tính cách giáo dục. Mình chỉ sợ những bậc tiền bối mà đi rồi á, những kẻ hậu sanh như mình nè còn chưa dám thế nổi. Nói thiệt, không dám tự xưng. Mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong một biển trời, một rừng trời nghệ thuật. Mà mai này không biết có còn hay không. Mình thấy ở Việt Nam mình các anh chị, các đồng nghiệp cố gắng giữ gìn từ cải lương cho đến kịch nói. Mình cảm thấy mình vừa vui mà vừa buồn. Tại vì mỗi thế hệ sinh ra nó khác, nó sống theo cái kiểu khác. Mình không có bắt người ta quay lại cái thời cũ của mình ngày xưa được. Nên thôi, tùy duyên, dạng sự tùy duyên, tùy duyên. Mình đang dọn dẹp trong vui vẻ để không có tiếng nói điều gì hết á. Tại vì mình thấy nhiều người lắm rồi, lo lắng cho nhiều, để dành dụm cho nhiều, không dám ăn, không dám xài, không dám gì hết, để rồi khi nằm xuống không có đem theo được gì hết. Rồi như vậy đó thì sẽ không ổn. Cái sự ra đi nó cũng không có tốt, cũng sẽ tiếc nuối. Mình sẽ không tiếc nuối gì cả, mình cứ sống cho trọn vẹn. Mình sẽ cố gắng từng ngày, không có nói lời không có vui để cho người ta buồn. Như vậy cũng không tốt. Cố gắng, không phải mình giỏi đâu, mình cũng đang tập. Làm gì được trong khả năng thì làm, không có kêu gọi chồng hay con để phụ mình làm này làm kia nữa. Tự mọi người sẽ biết bản thân nên làm cái gì đó. Mình nói với con, mình nói mình không có gia tài gì để lại cho con hết. Nó nói mình để lại cho nó biết đi chùa, biết lại Phật, biết đi thọ bát là gia tài lớn nhất rồi. Ồ, vậy thôi đủ rồi. Vậy thôi mình cũng lo lắng gì nữa. Con có công ăn chuyện làm, con sống được. Khi không có mình con vẫn sống được là được rồi. Mình không có yêu cầu. Thật ra giờ đồ mình bận đơn giản lắm. Nhiều khi nếu các bạn để ý thì sẽ thấy mình bận. Đôi khi mình giặt mình bận lỡ chứ mấy, nhiều khi mấy năm dòm không có dòm lại trong cái tủ hay dòm đâu đó. Cho nên mấy đó mình bắt đầu mình lấy, mình cho. Để chi? Không suy nghĩ nữa. Đơn giản lắm. Nào giờ mình lộn xộn quá. Giờ mình bye bye các bạn nha. Mình đi về nha. Tại vì đổ mồ hôi rồi đó. Mà chân bị xiền rồi. Giờ cứ làm yoga cũng không được nữa đó. Bye bye nha. Chúc các bạn luôn là thân tâm thường an lạc.